Xin chào các bạn, hôm nay Ly lại chuẩn bị đi du lịch một lần nữa. Lần này không phải là đi du lịch đi chơi mà là đi công tác. Vậy nên là chúng ta sẽ cùng xem vào trong chiếc túi makeup của mình sẽ có những chiếc đồ gì nhé. Và đầu tiên đây là chiếc túi Lancôme mà mình nhận được sau khi mua đồ của Lancôme. Đầu tiên thì như các bạn thấy là một cái thứ rất là sparkling ở đây, đó chính là Tarte Blush Palette của mình mua từ Giáng sinh năm ngoái. Và đây là màu trong đó. Mình chỉ mang một bộ này đi thôi vì đây có đủ tất cả các màu từ hồng nhạt này, hồng đậm, cam nâu cho đến nâu, nâu đỏ một chút. Và đây là bronzer, thế là quá đủ cho mình rồi phải không? Tiếp theo sau đó là mình sẽ đến với cả Smashbox Softbox. Đây như các bạn thấy là cái hộp của mình rất là bẩn rồi. Và đây là màu của nó, màu có màu hồng nhạt này, màu hơi vàng, có nhũ vàng, nhũ cam, nhũ hồng, một chút màu grey và sau đó là màu nâu. Và với bộ màu này thì rất là tuyệt khi mình đi du lịch cũng như là trang điểm hàng ngày, rất là tiện dụng nữa. Tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ đi đến với các hàng son. Ở trong này thì mình đang làm một cái project về son mà mình sẽ thể dùng son gần như là hàng ngày. Project đó là gì thì mình sẽ xin bật mí cho video son sau nhá. 5 màu son top mà mình sẽ dùng trong chuyến đi 5 ngày lần này của mình. Đây là màu Enchanted Elite, Dazzle, Expose và Flashy. Nó là 5 màu son mình sẽ mang đi lần này. Tiếp theo sau đấy là chúng ta sẽ đi đến mascara. Các loại mascara mình sẽ mang đi đó chính là mascara. Đầu tiên là mascara primer của Smashbox, Estee Lauder Double Wear Mascara. Và cuối cùng sẽ là Maybelline Hyper Curl Volume Express, loại waterproof. Rồi soi đến bên trong là sẽ đến với phần nền nhé. Phần nền thì mình mang những đồ sau đây. Đầu tiên là L'Oreal Paris màu, đây là dòng Mask Magic, đây là Mask Transforming Powder. Bộ phấn này mình mua trong thời gian mà mình tham gia cuộc thi tìm gương mặt cho L'Oreal. Và thật là đáng tiếc, mặc dù có sự ủng hộ các bạn nhưng mà mình không thể nào thắng được với các nhân tài khác. Và đây là màu mình mua. Mình mua màu này là màu trung tính nhất và mình thấy là độ bám lì lên trên da rất là tốt, kiềm dầu nhưng sẽ không đem đến được cho bạn coverage gì đâu. Đó là lý do tại sao mình mua, mình mang đi Revlon Naked Foundation của mình. Cũng gần hết một nửa rồi, mình sẽ mang đi dùng nốt. Sau đó là về concealer thì mình mang Maybelline Instant Age Rewind Concealer. Màu này của mình là màu light, mình dùng sắp hết rồi thì nên mang đi dùng nốt. Và về phần primer thì mình sẽ mang đi Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Đây là loại mình mua ở bên Mỹ, chỉ có ở bên Mỹ thôi. Còn loại ở Việt Nam là loại màu hồng. Sau đó là đến phần... mình còn thêm một loại mascara nữa mình cũng mang đi. Đó chính là Dolce & Gabbana Passion Eye. Loại này cũng được, mình không thực sự là có nhiều cái ấn tượng đặc biệt dành cho loại này. Sau đó chúng ta sẽ đi đến phần mắt. Phần mắt thì như mình đã nói là mình có mang bộ màu mắt của Smashbox đi. Ngoài ra mình sẽ mang đi đây là The Face Shop Design My Eyebrow. Đây là màu số 03, mình mua màu số 03 là Black Brown. Ngoài ra về phần kẻ mắt thì mình cũng sẽ mang đi Benefit The Real Push Up Eyeliner. Mình rất là thích loại này, mình đã có review rồi đấy. Mình sẽ để link ở dưới cho các bạn xem nhé. Và cuối cùng là mình sẽ mang đến The Body Shop Smoky 2-in-1 Gel Eyeliner Eye and Brow. Như các bạn thấy là mình chưa hề bóc ra, mình sẽ thử dùng để xem là cái ấn tượng của mình với lại sản phẩm mới này của The Body Shop như thế nào nhé. Cuối cùng về phần lót mắt thì đến đây mình mang đi sản phẩm mới nhất của The Body Shop All-in-One Tinted Concealer and Primer Insta Blur Eye. Mình cũng chưa dùng sản phẩm này đâu và mình sẽ mang đi du lịch xem sản phẩm này như thế nào nhé. Bình thường mình sẽ dùng ví dụ như là Lancôme
eye primer của Lancôme này, hoặc là mình dùng Urban Decay eyeshadow potion, nhưng lần này mình sẽ sử dụng loại mới xem như thế nào. Và tất nhiên highlight chúng ta không thể quên được sunbeam của Benefit phải không? Mình mang lọ nhỏ này đi thôi để chỉ gọi là có một chút óng ánh trên da. Và cuối cùng tất nhiên không thể thiếu được True Emerald Eyelashes Color. Và vậy là tất cả mọi thứ trong túi quần này của mình đã hết. Mình sẽ mang chỉ thứ này đi thôi và cố gắng là tiết kiệm chỗ cũng như là tiết kiệm được thời gian mình dùng make up hàng ngày để còn đi công tác nữa. Và vậy là mình đã hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video thứ 2 về các sản phẩm về skincare mình sẽ mang đi cho lần này nhé. Xin chào các bạn. Và hôm nay thì tất nhiên đây là chiếc túi để những đồ mà Ly đã dùng xong rồi này, những đồ beauty mà Ly đã dùng xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với từng sản phẩm một nhé. Rất nhiều sản phẩm trong này đây. Và đầu tiên chúng ta sẽ đi đến một sản phẩm mà Ly đã dành cho em ý cả một video. Đó chính là video 10 cách sử dụng sản phẩm này. Bạn nhớ là video gì không? Đó chính là video 10 cách sử dụng sản phẩm Natural Republic.